é khám phá Đài Loan giá không đồng. Viện Z mới đây thông báo sẽ tham gia triển lãm du lịch Đài Bắc 2019, sự kiện quảng bá du lịch và lữ hành lớn nhất Đài Loan, từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 20 trên 5 chương trình diễn ra tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc. Nhân dịp này, hãng tung hàng nghìn vé siêu tiết kiệm cho tất cả đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan. Cụ thể, Viện Z tặng 200.000 vé siêu khuyến mãi giá từ 0 đồng, chưa gồm thuế phí vào tất cả khung giờ trong chuỗi ngày vàng từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 tại website. Vé khuyến mãi áp dụng trên mọi trạng bay giữa Việt Nam và Đài Loan, gồm thành phố Hồ Chí Minh trên Hà Nội, Cao Hùng trên Đài Bắc trên Đài Trung và thành phố Hồ Chí Minh, Đài Nam. Thời gian bay từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12, trừ các ngày lễ Tết. Du khách có thể đến tham quan gian hàng Việt xét tại quầy D636 của triển lãm để được tư vấn mua vé, thưởng thức màn nhảy và diễu hành cosplay sôi động thuộc chuỗi sự kiện mùa hè. Kết nối yêu thương, xóa bung chất hè. Tại đây, du khách còn có cơ hội tham gia các hoạt động thú vị như vòng quay may mắn, đố vui trúng thưởng để nhận những quà tặng hấp dẫn, giao lưu, chụp ảnh cùng các tiếp viên xinh đẹp, thân thiện. Viện xét hiện khai thác 8 đường bay kết nối Việt Nam, Thái Lan với Đài Loan, mang đến cơ hội đi lại du lịch cũng như giao thương dễ dàng cho người dân và du khách. Triển lãm du lịch Đài Bắc, Taipei Tourism Expo là sự kiện thường niên quy mô lớn tại Đài Loan. Năm nay chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, với sự góp mặt của 500 thương hiệu nội địa và quốc tế, qua đó quảng bá, góp phần thúc đẩy ngành du lịch, lưu hành và vận tải hàng không. Nguồn, Viện Z